cách trung tâm Sài Gòn khoảng 60 km, nổi tiếng với hệ thống địa đạo dài hàng trăm km. Hệ thống địa đạo này bắt đầu có từ năm 1948 để chống lại những trận càn của quân Pháp. Những người dân Củ Chi liên tục đào địa đạo trong nhiều năm, đặc biệt từ năm 1961, sau khi khu ủy và quân khu Sài Gòn Gia Đình chọn Củ Chi làm căn cứ. Đào địa đạo đã trở thành một phong trào thi đua rộng khắp. Người ta nối dài địa đạo bằng cách đào thêm một cái hố sâu 2 đến 2,5 mét, cách 7 đến 10 mét so với hố cũ, được gọi là miệng thí. Trở phiên đại đạo, hôm nay nhất định của đặc cần thi đua. Rồi người ta đào nối hai đáy hố với nhau, và để tăng năng suất có những cách rất hay, ví dụ như phân công cho những đôi trẻ yêu nhau đào từ hai đầu lại. Lỗ thông hơi cho địa đạo là bằng những cây tre chẻ đôi đặt vào vị trí trước khi được lắp lại. Địa đạo Củ Chi đã vươn dài hàng trăm km, sẵn sàng chờ đợi quân xâm lược. Năm 1965, đế quốc Mỹ can thiệp quân sự vào Việt Nam. Năm 1966, trong trận càn Crimea đánh vào mật khu hố bò và những vùng phụ cận, lần đầu tiên người Mỹ biết đến sự tồn tại của hệ thống địa đạo ở Củ Chi. Quân số 1 Anh Cả Đỏ đã gặp tổn thất đáng kể. Họ chưa được huấn luyện để chống lại một kẻ thù vô hình như thế. Người Mỹ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận càn tiếp theo vào năm 1967, trận càn Cedar Falls. We have to destroy all the VC tunnels. They will lose their base of operation, and that means no more guerrilla warfare. Sir, what will you do about the villages and their people? Annihilation is the mission. We have to evacuate all villagers, then bring down a total destruction to the area and turn it into a weapons-free zone. We will use any means necessary to bring the VC out of their towns. Cedar Falls là cuộc hành quân có quy mô lớn nhất vào Củ Chi của quân đội Mỹ và đồng minh, với hơn 30.000 quân, 23 tiểu đoàn chiến đấu, gồm các lực lượng tinh nhuệ nhất như Sư đoàn 1 Anh Cả Đỏ, Sư đoàn 25 Tia Chớp Nhiệt Đới và Lữ đoàn dù 173, Trung đoàn Kỵ binh Thiết Giáp số 11, 8 tiểu đoàn pháo 105 ly, 2 tiểu đoàn pháo 15 ly, không quân chiến thuật, giao quyền, công binh, hóa học, chó vẹt rê v.v. Quân Mỹ cũng sử dụng những khí tài quân sự mạnh nhất như xe bọc thép M113, xe chiến đấu M151, trực thăng UH-1, UH-6, máy bay chiến đấu F-4, máy bay ném bom B-52 v.v. Lần đầu tiên, quân Mỹ đã được sử dụng để phá hầm ngầm trong trận càn Cedar Falls. Nó có thể khoan sâu vào lòng đất rồi mới nổ, đánh sập những căn hầm ngầm kiên cố ở sâu trong lòng đất. Đặc biệt, trong trận càn này sẽ có sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm công binh với hơn 600 quân cùng với máy ủi hạng nặng để triệt phá hệ thống địa đạo. Trận càn này còn có sự tham gia của lính chủ cống Tunnel Rat được huấn luyện đặc biệt để xâm nhập hệ thống địa đạo. Từ ngày 5 tháng 1 năm 1967, quân Mỹ đã tiến hành hàng trăm phi vụ thả bom và máy bay phản lực và pháo đài bay B-52. Pháo kích dồn dập kết hợp với đại chất độc hóa học hủy diệt một phạm vi rộng trong vùng tam giác sắt. Máy bay Mỹ cũng rải truyền đơn kêu gọi người dân phải rời khỏi khu vực.
Ngày 8 tháng 1 năm 1967, cuộc hành quân Cedar Falls chính thức bắt đầu bằng cuộc tấn công vào làng Bến Xúc. Trận càn Cedar Falls cũng làm thương vong 1.000 người dân, buộc 15.000 người dân phải từ bỏ mảnh đất của cha ông vào sinh sống trong ấp chiến lược, hủy diệt và cướp đốt 5.700 tấn thóc. Quân đội Mỹ xóa đi tất cả những dấu vết chứng tỏ rằng ngôi làng này đã từng tồn tại. Cuộc hành quân Cedar Falls có thể gọi ngắn gọn là đe và búa. Sư đoàn 25 và lữ đoàn 196 của quân Mỹ tiến chiếm bờ Tây tam giác dọc sông Sài Gòn, tạo nên thế cái đen. Sư đoàn 1 và lữ đoàn dù 173 sẽ tiến vào từ phía Bắc và phía Đông, cùng với trung đoàn thiết kỵ 11 sẽ đập xuyên qua tam giác sắt như một cái búa. Không một địch cộng nào có thể trốn thoát. Khu ủy và bộ tư lệnh quân khu chỉ đạo các lực lượng vũ trang tổ chức tốt các trận địa, cài sẵn thế trận liên hoàn, dùng chiến thuật đánh du kích với phương châm. Trên mặt đất, sự vượt trội về quân số và khí tài quân sự luôn có lợi thế, nhưng ở dưới địa đạo thì ưu thế thuộc về các đơn vị càng nhỏ, dễ di chuyển, dễ chiến đấu, dựa vào địa đạo và sức mạnh niềm tin chiến thắng, quyết tâm đánh bại cuộc càng lớn của địch. Để chống bom, địa đạo Củ Chi được những người du kích đào sâu thậm chí tới 10-12 mét, hầm còn được gia cố để chống bom pháo. Một kinh nghiệm chống bom của những người du kích là máy bay Mỹ không bao giờ đánh bom một địa điểm hai lần. Những chỗ nào bom vừa đổ là chỗ ấy an toàn. Vì vậy, du kích dựa vào đó để ẩn nấp tổ chức đánh địch. Địa đạo có 3 tầng, tầng 2 sâu dưới tầng 1 từ 2 đến 3 mét. Đường xuống có nắp hầm kín khít khiến cho hơi cay không xuống được. Một quãng địa đạo lại có một nắp chữ U vòng xuống tầng 2 rồi lại vòng lên tầng 1. Chỗ xuống và chỗ lên có nắp kính hoặc đổ lọc nước nên chống hơi độc hiệu quả. Đường hầm chữ U cũng hữu hiệu trong việc ngăn nước được bơm xuống địa đạo. Đường hầm chữ U là một sáng tạo hết sức độc đáo của quân và dân Củ Chi trong địa đạo chiến. Những chiếc máy ủi to lớn lần đầu tiên được dùng trong trận càn Cedar Falls có thể làm sập địa đạo khi nó đi qua. Những người du kích đã chuẩn bị cho tình huống này. Địa đạo được đào nhiều tầng, sâu xuống tới cả chục mét, trong khi máy ủi chỉ có tác dụng với tầng thứ nhất. Du kích không chịu đứng yên cho người Mỹ hành động. Họ dùng lợi thế địa đạo để tấn công máy ủi của Mỹ một cách bất ngờ. Quân Mỹ sẽ điều quân để bảo vệ máy ủi, nhưng những phát súng tiếp tục xuất hiện bất ngờ từ nhiều hướng. Quân Mỹ thành lập đội quân chủ cấm chuyên đánh địa đạo, bao gồm những người lính tình nguyện xuất sắc nhất được đào tạo kỹ lưỡng. Lính chủ cấm hiểu rằng rất nhiều đạn bẫy kinh khủng dưới địa đạo đang chờ họ. Ngày 26 tháng 1 năm 1967, trận càn Cedar Falls của quân đội Mỹ chấm dứt. Có một điều người Mỹ thành công, đó là hủy diệt hoàn toàn sự sống ở vùng đất này. Quân Mỹ đã công bố là đã phá được tổng cộng 9.445 mét địa đạo của Việt Cộng. Con số này quá nhỏ so với hệ thống hàng trăm km địa đạo ở Củ Chi. Điều cơ bản là quân Mỹ không thực hiện được mục tiêu triệt hạ vùng tam giác sắt. Căn cứ Củ Chi vẫn ở đó, hiên ngang tồn tại.
Sau 18 ngày diễn ra trận càn, 3.500 quân hầu hết là Mỹ bị tiêu diệt, 130 xe tăng, xe bọc thép bị bắn cháy và phá hỏng, 28 máy bay hầu hết là trực thăng bị bắn rơi. Tướng Marshall chưa biết hệ thống hầm ngầm không bị triệt phá mà chỉ bị hư hại. Cuộc điều tra cho biết ngay khi quân chúng ta chưa rút hết khỏi khu tam giác sắt, thì Việt Cộng đã quay lại đó từ trước rồi. Những người cách mạng vẫn làm chủ vùng đất này cho đến ngày toàn thắng.